là một người làm âm nhạc, cho nên tất nhiên là chúng tôi thích nhất là được sử dụng những cái sản phẩm mà mới nhất, vừa mới ra, và chỉ có Di Động Việt mới có thể nhanh như vậy. Và vì thế là Hồng Nhung là một trong những nghệ sĩ mà gắn liền với Di Động Việt từ năm ngoái, và năm nay cũng chính cái điện thoại mà được đổi năm ngoái thì năm nay sẽ được đổi một cái mà nó lại hiện đại hơn nữa. Và với cái này chúng tôi không chỉ là liên lạc và ghi chú vân vân, mà còn rất nhiều âm nhạc sẽ được nghe từ đây, thu từ đây. Và nó gần như là một cái thứ mà đối với mọi người đây là một cái thứ computer của chúng tôi luôn. Thì thật ra anh với Di Động Việt là chơi với nhau rất là nhiều năm rồi. Anh chơi với anh Đạt mà cứ mấy anh em ngoài cái giờ thường, thì ví dụ khi có cái mẫu nào mới thì Đạt hay rủ anh ra để mà nhiều khi mình check in, mình đổi điện thoại mới để mình xài những cái công nghệ mới nhất của công nghệ thế giới, và đặc biệt Di Động Việt. Và Đạt cũng là luôn luôn hỗ trợ cho Thuận cũng như là những anh em nghệ sĩ khác. Thuận cũng nhân đây cũng cảm ơn Đạt rất là nhiều, cũng như cảm ơn Di Động Việt, bởi vì Di Động Việt ngày càng trở nên một cái thương hiệu không chỉ là gần gũi với là những anh em nghệ sĩ, mà còn gần gũi gần hơn với là khán giả cũng như là những cái người tiêu dùng của Việt Nam. Và anh cũng chúc cho Di Động Việt trong những năm tới, là khi mà những cái sản phẩm mới ra thì Di Động Việt sẽ là một trong những cái đơn vị tiên phong gọi là phân phối của Apple ở Việt Nam, và cũng sẽ tiếp tục ủng hộ cho những người nghệ sĩ cũng như chúng ta hỗ trợ qua lại để mà đưa Di Động Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.